Bấm nãy giờ mà không bấm quay quên nữa. Đây là vườn nho đó, ở đâu nè? Quỳnh Thoa đó, vườn nho Quỳnh Thoa đó, giới thiệu luôn rồi. Mốt anh em Nho Mỹ nữa kìa. đâu cho Mỹ đâu đi theo anh này nè, anh này anh chỉ dẫn nè. Ở đây có bán rượu nho luôn phải không anh? Rồi bây giờ anh giới thiệu vài cái gì đi để anh em biết, anh em nè, coi đi theo ảnh hỏi ảnh cái gì đó rồi anh giới thiệu. Ôi ôi đã quá, vườn nho luôn, vườn mà đất bao la luôn không. Thì nó có cái này còn ấy, mẹ mấy cái đỏ, mấy cái chín của ổng kìa, mấy cái chín là ổng đang ấy kìa. Đừng có nói nha, mình chơm trái, mình chơm trái mình ăn nha. Đó, bưng trái ăn nha. Ồ nè. Ồ, trái. Cái gì? Gà hả? Ồ, nho nho chín luôn nè. Ừ, ba xin lỗi con. Ok, ba xin lỗi. Rồi, ba xin lỗi, ba xin lỗi. Dạ. Con không được, con được ấy, con không được lấy cái đó. Kìa, lằn bàn kìa, lằn bàn kìa con. Lằn bàn đi. Đó là lằn bàn á. Thì nó dạ, cái vườn mới hồi nãy là mới bắt đầu chín lên. Vừa thu hoạch hết cái này thì đang ngồi vườn. Hay ha. Nó đi về quanh năm luôn ha. Dạ, cái xoay vòng rất là tốt. Cái này mà mình bán ký nhiêu anh? Dạ 40.000 ký, thích trên nào mình tự lấy bình lấy kéo đi chọn luôn. Con ơi, xe hai đi. Phượng. Có bà cắt nhỏ ta kìa. Cắt cắt bóp mạnh lên là đứt à. Tay em cũng không cắt được đâu, em mới ấy người ta. Đâu tôi coi coi, bà cắt cái lộn không phải. Bà cắt cái này cắt luôn cây người ta rồi. Cái chĩa lên đó, ừ. Tự nhiên không sao á, nó chỉ té cái thôi chứ không sao. Ừ đúng rồi đó. Rồi đúng rồi, chị Thảo đúng rồi, để nghiêng nghiêng rồi đó. Tội nghiệp ghê không. Cho nó kêu gà kìa ông nội ơi. Con không có hả? Không có quậy nè. Con không có quậy. Nghe không? Tưởng sao nó lấy nho đi cho gà ăn. Con. À, tưởng sao lấy nho đi cho gà ăn. Chó đó. Ở đâu đâu rong biển nào nữa đâu? Ăn miếng coi. Ủa nãy giờ. Ồ nè rong biển nãy giờ tưởng mất. Cái này nè, sáng ngày mai mới tới nhà nó có bị dập đi không? Để hai ba hôm luôn. Ủa sao giống mất gừng bây giờ? Giống mất. Rồi mua hộp. Mất bí. Rồi mất bí vậy. Rong biển á. Nhiều người cứ vô cứ tưởng mất bí này là ăn lấy nữa cái. Cái đó mấy ký? 5 ký. Rồi 5 ký. 5 ký rưỡi từ cái bì. Vô nhà lấy mình lấy đầy đủ. Dạ. Để em 5 hộp này. Ừ rồi rồi. Cái này lấy gì chị? Thì 5 ký là 5 món rồi đó. 5 ký là 5 món thì cái giá nó giống nhau mà. 5 ký cũng 40 chục rồi. Chị cho em đi xe vô nữa chị. Chị
Ngon quá trời, uống cho xịn xịn trời ơi. Thôi, không ai nữa. Bắt đi, làm nó chú, làm nó tiếng chú. Không có được. Con nghe không? Ôi nó. Con không gọi xong, không có hay nữa, đi xuống, nghe là ba đi. Con tưởng sao lấy cho gà, gà không có ăn nữa. Gà không có ăn nữa con, đi xuống.